anh em bộ đĩa sâu của thằng Suki để bôi anh xe này thì dọn một phương tiện làm quá ok à. Thằng mình quá nhẹ nhàng xe này lắp ráp như Z ngàn nha. Cái đĩa sau mình lắp ráp là phần hay quay ngược cho anh em ha. Rồi mình test vòng về cho anh em thằng đĩa sau này, thằng đĩa đấy anh em ạ. Chào anh em Suzuki Revo nha, giới thiệu với anh em cấu hình làm full cái bộ đĩa sau ha. Xe này một xe nó quá đẹp nha, thì mới dọn kiển xong ha, thì qua bên độ xe Việt Nam mình tiến hành dọn thêm nữa nha. Thì mình lên cho chủ xe là full cái bộ đĩa Nissan vàng nè, Nissan vàng của Thái nha. Đó, thì cấu hình này thì chủ xe chọn phong cách là đi đĩa dưới nha, đi heo dưới đó, giống như Z1000 ha. Đó, đi cấu hình là như mô tô đời mới giờ, là mình đi heo quay ngược dưới nè. Đó, nó dễ vệ sinh với lại là dễ tháo cho anh em luôn. Và ở trên này thì rất là gọn nha, như zin luôn ha. Đó, bánh thì mình sẽ đi có hình là đi đĩa nhỏ, bát nhỏ nha, cho nó gọn ha. Rồi, còn cái phần cùi thì lắp như zin nha, nó không chân rệt. Anh em thể nhìn phía sau này mình lắp ráp là như zin cho anh em luôn. Đó, phần ben thì lắp ráp là như zin cho chủ xe nha, dòng giống như dòng Suzuki Viva ha. Bánh thì bao nhẹ cho anh em rồi, mình lắp ráp thì có hình giống zin nha, như zin cho anh em luôn. Đó, quá nhẹ nhàng ha. Cái này là mình chưa có chạy nhiều nha, nếu mình chạy một tuần thì cái đĩa bố nó đều nhau thì càng này càng nhẹ nha. Đó, anh em thấy là rất là ok ha. Thì cái combo này thì mình lắp ráp là full nguyên bộ nha. Pedal thì bao cao cho anh em, nó nhít xíu ha. Đó, cấu hình là lắp đúng ben thẳng cho chủ xe luôn nha, không có đi là ben nghiêng ha, ben thẳng chủ xe luôn. Thì lắp ráp xong thì mình sẽ test thử cho anh em rồi mình giao xe cho chủ xe. Đó, anh em có nhu cầu sơn xe, dọn kiển lên thắng đĩa thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Thì có thể quay cho anh em một vòng cái xe để anh em ngắm ha. Quay một vòng xung quanh luôn đi, cái xe luôn. Đó, anh em muốn sơn xi dọn kiển lên đĩa sau thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Mình gắn xong cái dàn áo rồi mình sẽ gắn yên nha. À, cái yên này mình đang đi đang lợp cái yên này ha. Lợp cái yên theo cái da của chủ xe muốn, là da nó vừa có độ nhám nha. Trơn quá chủ xe chạy không à. Đó, rồi quay lại cho anh em coi phần cái bộ đĩa nè. Bộ đĩa thì bao ok cho anh em. Đó, thắng là đứng bánh nha. Rồi, quay lại cho anh em coi phần nữa nha, nhẹ nhàng ha. Bình dầu thì mình để đây cho anh em dễ theo dõi dầu nha, bình dầu nhỏ nha. Rồi, cảm ơn anh em Suzuki Revo nha. Rồi, chào anh em luôn. Test cho anh em bộ đĩa sâu của thằng Suzuki Revo anh xe này thì dọn một phương tiện làm quá ok à. Thằng mình quá nhẹ nhàng xe. Cái này lắp ráp là như Z1000 nha. Cái đĩa sau mình lắp ráp là phần hay quay ngược cho anh em ha. Rồi mình test vòng về cho anh em thằng đĩa sau này, thằng đĩa sau đấy anh em ha. Quá đã nha, một đường dài đúng ha. Đó, bánh là bao nhẹ cho anh em, thằng là đứng bánh nha. Đó, anh em có nhu cầu dọn xe sơn xi lên đĩa thì em hộ bên độ xe Việt Nam nha. Quá ok luôn nè, quá nhẹ nha. Đó, thắng là đứng bánh đi. Cái này dòng phần cho cái đĩa với bố đều nhau càng ngon nha. Nó thắng nó càng nhẹ mà càng an toàn nha. Rồi, test lên đĩa đó. Quá ok, một đường dài nha. Rồi thì sẽ test bánh xe cho anh em coi ha. Bánh xe là càng chạy càng nhẹ nha. Rồi mình sẽ quay thử bánh xe cho anh em coi ha. Đó, càng chạy càng nhẹ. Đó, pedal càng cao nha. Đó, chớ càng xa hơn nữa. Đó, quá đã, nhẹ hơn thắng đồng nhiều nha anh em ha. Đó, anh em có nhu cầu lên đĩa sau thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam ha. Làm xong mình sẽ có bảo hành đầy đủ cho anh em. Đó, đẩy là nó chưa được nhẹ, giờ là càng nhẹ hơn nữa nha. Nó chạy có chớn luôn ha, quay thường xuyên luôn. Quá ok. Mặt trước mặt sau đều nhẹ cho anh em nha, chứ phải là một mặt đều nhẹ ha. Đó, rồi khuôn bộ đĩa sau. Lần nữa nha. Rồi mình sẽ chào anh em, chào chủ xe rồi mình giao xe nha ha.